Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Ngắm hình ảnh chùa cầu Hội An trước và sau trùng tu. Sau khi tháo dỡ nhà bảo vệ trong quá trình trùng tu, chùa cầu lộ diện và nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, đa số nhà nghiên cứu chuyên gia trong ngành ủng hộ hình ảnh chùa cầu sau trùng tu. Di tích chùa cầu Hội An đã trải qua 400 năm tồn tại, mặc dù được các thế hệ cư dân Hội An trân trọng, giữ gìn cẩn thận, nhưng dưới tác động khắc nghiệt của điều kiện tự nhiên và thời gian, di tích vẫn không tránh khỏi hư hại xuống cấp. Chùa cầu từ khi được xây dựng đến cuối thế kỷ 20 đã được tu bổ ít nhất 7 lần vào các năm 1763, 1817, 1875, 1915, 1962, 1986 và 1996. Ngày 24 tháng 7 năm 1999, Hội nghị tư vấn trùng tu chùa cầu được tổ chức với sự quan tâm của nhiều chuyên gia nghiên cứu và bảo tồn di tích, di sản kiến trúc trong nước. Trước sự xuống cấp ngày càng nghiêm trọng của chùa cầu, ngày 16 tháng 8 năm 2016, Hội thảo quốc tế về trùng tu chùa cầu được tổ chức quy mô với sự tham dự của nhiều nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu về tu bổ di tích kiến trúc gỗ trong nước và Nhật Bản. Tháng 12 năm 2022, chùa cầu được khởi công tu bổ với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đầy trách nhiệm của đội ngũ những người tham gia thực hiện. Những người yêu mến di sản văn hóa Hội An tin tưởng chùa cầu sẽ được tu bổ một cách tốt nhất nhằm giữ gìn nguyên vẹn các giá trị của di tích. Theo Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An, việc tu bổ chùa cầu được thực hiện trên tinh thần như một cuộc giải phẫu, chữa bệnh, nên mọi hoạt động đều cẩn trọng, tỉ mỉ, bài bản, khoa học, từ khâu chuẩn bị dự án đến các giải pháp tổ chức và kỹ thuật thi công tu bổ di tích. Bên cạnh việc đưa ra những giải pháp nhằm bảo tồn đặc điểm, các giá trị của di tích, các giải pháp can thiệp cầm đảm bảo, gia tăng độ ổn định, bền vững lâu dài cho di tích trong điều kiện bảo tồn, duy trì toàn vẹn công năng từng thành phần cấu thành, miếu, cầu của di tích. Quan điểm và giải pháp tu bổ xuyên suốt dự án là giữ gìn sự nguyên vẹn của tổng thể hình thức kiến trúc và kết cấu, từng bộ phận, cấu kiện, hiện vật nguyên gốc, có giá trị lịch sử và được trân quý giữ gìn ở mức tối đa có thể. Điều này được phản ánh một cách cụ thể, chân xác qua những số liệu thống kê. Có gần 60% khối lượng gỗ, gần 30% số viên ngói, 80% số đĩa cổ, 20% cấu kiện đá nền, 35% số con giống trang trí bờ mái được gìn giữ, tái định vị tại di tích sau khi tu bổ. Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An khẳng định, điều chính Hiến chương Venice năm 1964 về bảo tồn và trùng tu di tích và di chỉ chỉ rõ, tiến trình trùng tu là một thao tác có tính chuyên môn cao, mục đích của trùng tu là bảo tồn và làm lộ ra giá trị thẩm mỹ và lịch sử của di tích, phải dựa trên cơ sở tôn trọng vật liệu gốc và các cứ liệu xác thực. Sau gần 2 năm triển khai thi công tu bổ, cuối tháng 7, công tác tu bổ chùa cầu đã hoàn thành, dự kiến công trình được khánh thành vào ngày 3 tháng 8. Trùng tu chùa cầu phục hồi màu sắc theo cách nào? Liên quan đến vấn đề trùng tu chùa cầu gây tranh cãi, tối ngày 30 tháng 7, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An, cho hay các chuyên gia khẳng định đó là màu gốc. Theo ông Sơn, thành phố đang làm lại một số vị trí quá đậm cho hợp với màu móng đá trụ cầu bên dưới. Trả lời báo chí, ông Phạm Phú Ngọc, Giám đốc Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An cho biết, phần tường và chi tiết trang trí trên mái cần phải được phục hồi. Bởi hiện trạng gần như đã phai màu hoàn toàn, trong khi cấu trúc vật liệu đều được làm từ gạch ngói, vữa vôi. Chính vì vậy, việc phục hồi màu sắc cho tường và trang trí mái là cần thiết. Ông Ngọc khẳng định, việc phục hồi màu sắc dù thế nào cũng không thể tránh làm cho di tích mới ra. Nhưng điều quan trọng là đã giữ được tính nguyên gốc, đảm bảo tính nguyên tắc trong tu bổ di tích. Giám đốc Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An khẳng định, việc sơn quét vôi thì phải tiến hành quét 2-3 lượt mới xong, chứ không phải điều chỉnh màu sơn như dư luận đang xôn xao trên mạng xã hội. Trong sáng ngày 30 tháng 7, chúng tôi chỉ cho điều chỉnh lại một số thanh gỗ đà thôi, còn về màu sắc của chùa cầu sẽ không có thay đổi gì. Theo quy trình quét vôi thì phải quét 2-3 nước mới xong. Chúng tôi đang khẩn trương vệ sinh, dọn dẹp, dặm, vá, hoàn thiện công đoạn cuối cùng của việc trùng tu di tích. Ông Ngọc trả lời báo chí.
Sau trùng tu, đơn vị thi công tháo dỡ toàn bộ phần khung che chắn, lộ ra hình ảnh chùa cầu mới lạ. Diện mạo mới của chùa cầu sau trùng tu nhận nhiều ý kiến khen chê từ dư luận. Nhiều người cho rằng việc trùng tu đã làm mất đi vẻ cổ kính, trẻ hóa chùa cầu. Di tích có tuổi đời gần 500 năm tuổi đã trở thành biểu tượng của Hội An. Ngược lại, có ý kiến chuyên gia cho rằng việc trùng tu chùa cầu đã đảm bảo nguyên tắc bảo tồn và tính chân xác của di tích. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An chỉ đạo nóng sơn lại chùa cầu. Từ việc trùng tu chùa cầu gặp phải những ý kiến trái chiều, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An giao các đơn vị xử lý lại để giống nhất với phiên bản trước khi trùng tu. Ngày 29 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An Quảng Nam, ông Nguyễn Văn Sơn cho biết đang giao cho Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An xử lý lại màu vôi của di tích chùa cầu. Ông Sơn cho hay, thành phố tiếp thu ý kiến từ người dân và du khách đã quyết định chỉ đạo đơn vị nghiên cứu làm nhạt sơn màu vôi đỏ và sẫm hơn màu trắng bên hông chùa cầu. Sau trùng tu, đơn vị thi công tháo dỡ toàn bộ phần khung che chắn lộ ra hình ảnh chùa cầu mới lạ, diện mạo mới của chùa cầu. Sau trùng tu, nhận nhiều ý kiến khen chê từ dư luận. Nhiều người cho rằng việc trùng tu đã làm mất đi vẻ cổ kính, trẻ hóa chùa cầu, di tích có tuổi đời gần 500 năm tuổi đã trở thành biểu tượng của Hội An. Ngược lại, có ý kiến chuyên gia cho rằng việc trùng tu chùa cầu đã đảm bảo nguyên tắc bảo tồn và tính chân xác của di tích. Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An cho biết, thành phố trùng tu chùa cầu phải đảm bảo nguyên tắc khoa học, không phải cảm nhận cá nhân của một số người. Suốt quá trình trùng tu chùa cầu, thành phố Hội An luôn công khai minh bạch, luôn mở cửa cho người dân, du khách hay chuyên gia, nhà khoa học tham quan để góp ý. Trùng tu đảm bảo nguyên tắc giữ tối đa yếu tố gốc, cái gì giữ được thì giữ lại hết, từ tấm biển, cây gỗ, ván sàn, ban công, ngay cả con giống, họa tiết, nhìn thì mới, nhưng đều là gốc từ ngày xưa. Nguyên tắc trùng tu phải sơn lại để bảo quản, nên màu sắc phải khác, qua thời gian sẽ như xưa, ông Sơn khẳng định. Theo ông Sơn, các nhà chuyên môn hết sức hài lòng với dự án. Quá trình trùng tu chùa cầu, các chuyên gia của Nhật Bản cử đến giám sát từng chút, rất chặt chẽ. Cảm nhận của một số người dân cho rằng, chùa cầu không giống như trước thì dĩ nhiên màu sắc phải khác. Nhưng mà công trình thì bền vững hơn, mình giữ được tất cả những yếu tố gốc thì cần phải ghi nhận. Một cây gỗ thì cần sử dụng được một khúc thôi, người ta cũng chấp nối để giữ lại, chỉ cây nào mục ruộng hết rồi mới thay. Còn màu sắc thì phải quét vôi lại, chứ không thể để như cũ, ông Sơn nói. Sau khi lắng nghe ý kiến từ dư luận, ông Sơn đã chỉ đạo các đơn vị xử lý một số chi tiết để chùa cầu giống nhất với lúc trước khi trùng tu. Cần thiết trùng tu chùa cầu, ý kiến trái chiều là bình thường. Chùa cầu Lai Viễn Kiều, biểu tượng của thành phố Hội An, Quảng Nam, sau 18 tháng trùng tu đã hoàn thiện những khâu cuối cùng, chuẩn bị khánh thành vào ngày 3 tháng 8. Dự án trùng tu chùa cầu có kinh phí khoảng 20 tỷ đồng. Ngay sau khi lộ diện sau trùng tu, hình ảnh mới mẻ của chùa cầu ngay lập tức nhận về nhiều ý kiến khen chê từ dư luận. Ông Nguyễn Sự, nguyên bí thư thành ủy Hội An, người rất am hiểu và yêu thành phố này đã cho biết, chùa cầu đã trải qua 7 lần trùng tu trước đây, nhưng hồ sơ tư liệu của những lần đó đều không được ghi lại đầy đủ. Với tuổi đời gần 500 năm, chùa cầu đã trở nên ốm yếu và có nguy cơ hư hại nghiêm trọng. Việc tháo dỡ và trùng tu chùa cầu đã được bàn luận từ gần 30 năm trước, nhưng do lo ngại về việc làm biến dạng di tích, các cuộc thảo luận và hội nghị quốc tế đã khuyến khích phương án chống đỡ. Tuy nhiên, phương án này ngày càng làm tăng nguy cơ sụp đổ. Hiện nay, với sự hỗ trợ của các chuyên gia Nhật Bản và công nghệ hiện đại, việc trùng tu chùa cầu đã được tiến hành. Ông Sự nhấn mạnh rằng, quá trình trùng tu sẽ thay thế các phần hư hỏng mục nát nhưng vẫn giữ được những yếu tố cơ bản của di tích. Ông cũng giải thích rằng, việc làm mới một số phần của chùa cầu là điều không thể tránh khỏi, nhưng thời gian sẽ làm cho chúng dần trở về lại vẻ cũ kỹ và quen thuộc. Trong quá trình trùng tu, Sự nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ gìn những yếu tố nguyên bản, những viên ngói chưa bể hay những khúc gỗ còn tốt sẽ được giữ lại. Ông Sự giải thích rằng, việc sử dụng ngói mới hay sơn lại gỗ là điều bình thường và thời gian sẽ làm cho những vật liệu mới này dần trở nên cũ kỹ và hòa quyện vào tổng thể kiến trúc. Theo Nguyễn Sự, dư luận quan tâm đến chùa cầu bởi vì mọi người đều yêu quý di tích này. Dù có những ý kiến khác nhau, tất cả đều xuất phát từ tình yêu và mong muốn bảo tồn chùa cầu nguyên vẹn. Ông cũng chỉ ra rằng, phần hạ bộ của chùa cầu vẫn giữ nguyên, trong khi phần thượng bộ phải tháo dỡ và thay thế các kết cấu mục nát, dẫn đến việc phần thượng bộ trông mới hơn. Ông Sự chia sẻ rằng, trong quá khứ khi còn làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An, chùa cầu cũng đã được quét nước vôi mỗi dịp Tết, khiến nó trông mới mẻ. Hiện tại việc trùng tu toàn bộ chùa cầu khiến cho sự mới mẻ này rõ ràng hơn, nhưng ông khẳng định rằng đây là điều bình thường và không đáng lo ngại.
Ông Sự nhấn mạnh rằng, việc trùng tu chùa cầu là cần thiết để tránh nguy cơ sụp đổ. Quá trình trùng tu phải đảm bảo giữ được yếu tố nguyên gốc, nguyên bản và chính xác. Ngay cả màu sơn và các hoa văn, họa tiết cũng phải được giữ nguyên bản. Ông cũng chỉ ra rằng, việc quét vôi và sử dụng màu sắc mới trong quá trình trùng tu có thể gây ra sự lạ lẫm ban đầu, nhưng thời gian sẽ làm cho chúng trở nên quen thuộc hơn. Ông Sự nhấn mạnh rằng, sự quan tâm của cộng đồng đối với chùa cầu, dù là khen hay chê đều xuất phát từ tình yêu đối với di tích. Mọi ý kiến phản hồi đều đáng được ghi nhận và trân trọng. Ông cũng khẳng định rằng, những phản ứng quyết liệt hay gay gắt từ cộng đồng đều là do họ yêu quý và muốn bảo vệ di tích này. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!